Việt Nam đã thúc đẩy triển khai các tuyến đường bộ và tuyến đường sắt Trung Quốc, Lào, Campuchia. Việc này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới khu vực mà cũng có lợi cho Quảng Tây hiện thực hóa tầm nhìn, nâng cao vai trò là cửa ngõ Trung Quốc hướng ra ASEAN.